Hey, xin chào tất cả người và chúc anh em có một buổi sáng thật là vui vẻ. Chính thức bộ trang phục vị tướng điều thuyền đã ra mắt Liên Côn Bay. Ok, mình sẽ tiến hành vào quay kho báu Liên Côn Bay để có thể sở hữu bộ trang phục bậc SS của vị tướng điều thuyền nha anh em ơi. Wow, chắc là mình sẽ không xoay qua về cái ngoại hình trang phục này nữa rồi. Căn bản nếu mà mình mà review qua nữa chắc là mình lại tốn bao nhiêu giấy để lau máu mũi anh em ơi. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào cái phần kho báu nha anh em ơi. Vào kho báu này. Rồi, tiếp tục là đá quý anh em thì nhìn thấy là vị tướng này đã nằm trong đá quý rồi. Một viên đá quý để có thể nhận được bộ trang phục điều thuyền tiệc bãi biển, bộ trang phục bậc SS. Ok, mình sẽ tiến hành mua luôn nha. Đầu tiên là quay thử một lần, hiện tại mình đang có 2553 quân huy. Ok, quay luôn nha. Đang có 2500 rồi. Quay lần đầu xem như thế nào. Hy vọng sẽ thành công. Đầu tiên hiện tại anh em thì nhìn thấy là vận may của mình đang là 64. Vận may 64, mình sẽ quay 5 lần được nha. Hy vọng rằng sẽ ra được cái viên đá quý nhanh nhất có thể. Ok, quay lần đầu này. Quay 5 lần liền lúc này. Rồi, một viên ngọc bậc 3, dương mảnh tướng tháng 7. Và mấy cái này là vàng thôi anh em ơi thì. Ok, tiếp tục nha. Còn 2278 quân huy. Thử xem là tiêu hết bao nhiêu. Vận may của mình là 69, ui xếp hình này anh em ơi. Rồi, không có, hy vọng rằng cố gắng lên nào. Mình đang trông chờ một viên đá quý để có thể đổi đến cái bộ trang phục này. Và anh em thông cảm giúp mình, hiện tại đang là đêm thế mình cũng không thể hò hét được. Tại vì là nó sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều người, tại vì bình luận đêm mà anh em ơi. Đó, quay clip đêm, hiện tại đang là đêm mà. Quay clip đêm xong rồi đăng clip cho anh em vào sáng sớm luôn. Thật sự rất là vất vả và hy vọng rằng anh em sẽ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video. Kèm theo anh em không biết bình luận cái gì thì nhớ để lại cho mình một dấu chấm hoặc dấu phẩy nha. Ok, dấu chấm thì là con trai, dấu phẩy thì là con gái. Tiếp tục quay lần nữa này, còn 1778 quân huy. Hy vọng sẽ thành công này. Trời ơi, không được rồi, đen quá, được hai viên ngọc bậc 3, ngọc công vật lý đỏ. Ok, cũng khá là ngon. Tiếp tục nha, mình sẽ quay tiếp anh em ơi, tiến hành quay tiếp này. Quay tiếp này. Vào cái gì đá quý nào. Rồi, mình được bộ trang phục vị tướng cọc rép anh em ơi. Thợ sửa cát, nói chung là khá là thơm với cái bộ trang phục bậc A này. Và khá là nhiều ruby, lên 1396 ruby rồi, còn 1653 quân huy thôi. Tiếp tục quay lần nữa này. Tiếp tục quay lần nữa nha. Trời ơi, không ra rồi, vận may của mình nó lên khá là cao, 104 vận may rồi mà không lên này. Không ra, tiếp tục quay nữa này. Ra không, rồi cuối cùng đã ra một viên đá quý. Thật sự rất là mệt mỏi khi mà có thể sở hữu được cái viên đá quý này nha. Ok, mình sẽ tiến hành vác vào cái shop kho báu để có thể đổi luôn cái bộ trang phục bậc SS của vị tướng điêu thuyền. Không biết là anh em đã đổi hay chưa. Thật sự đây là một trong cái bộ trang phục mà cực kỳ hot. Tiến hành đổi luôn nha. Đó, xác nhận muốn dùng một viên đá quý để đổi lấy bộ trang phục điêu thuyền từ bãi biển. Trời đất ơi, lại được ngắm mông em một lần nữa rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào một trận đấu ranh để có thể review luôn cho anh em về cái vị tướng này kèm theo trang bị cho vị tướng này nhá. Đó, một trong những bộ trang phục cực kỳ sexy. Ok, mình sẽ vào tiến hành vào đấu ranh luôn nha. Mình đã nói rồi, hiện tại đang là đêm thế nên mình sẽ hạn chế việc bình luận và chủ yếu review qua cho anh em về cái bộ trang phục này thôi. Nói chung thì review đánh thường thì rất là nhàm chán, vậy nên là mình sẽ mang vào đấu danh luôn nha anh em ơi. Đó, bộ trang phục bậc SS tiệc bãi biển. Cái ảnh loát chất anh em thì nhìn thấy cô nàng của chúng ta rất là xinh đẹp với khuôn mặt trời ơi nhìn là muốn yêu thôi. Anh em nào muốn đá lữ bố ra người ta gọi là đập chậu cướp hoa hay không thì mình rất là thích cái kiểu là đập chậu cướp hoa khi mà
ước muốn, mình mong muốn được làm nữ bố ngay bây giờ. Tại vì đây là một trong những cái cô nàng, trời ơi, bộ trang phục này toát lên cái vẻ đẹp, cái vẻ đẹp quyến rũ rồi sexy gợi cảm dành cho một trong những vị tướng pháp sư Điêu Thuyền. Ok, hiện tại thì anh em thể nhìn thấy team mình hai xạ thủ nha, hai xạ thủ và có Oma, có Triệu Vân đó vào trận đấu này. Trong trận đấu này mình đánh cùng hai anh em trong clan, nói chung là thức đêm khá là gắt, toàn anh em clan thức đêm xong rồi leo danh thôi, vậy nên là mình cũng chơi kè anh em ơi. Ra mít ngắm víu, trời ơi ơi bạn này phũ thế là trời. Thế là có lẽ trong trận đấu này mình sẽ phải bảo toàn cái thân thể của mình không cho ai đạn chạm tới anh em ơi, không thể để mất gym được. Tại vì là sao, cái bộ trang phục đẹp như thế này mà để cho mấy thanh niên này thịt mất thì quá đáng tiếc. Đó, phải giữ trọn vẹn cho lữ bố, chứ còn không anh em lại đập chậu cô ba biết ngay mà. Anh em thể nhìn thấy là mình được chăm sóc đặc biệt dã man thì trời ơi, công nhận anh em ơi, đánh bộ trang phục này một là mình không thể tập trung được, không thể tập trung chơi được trong một trận đấu. Tiếp đến là mình sẽ được chăm sóc một cách đặc biệt khi mà các chàng trai của team bạn cố gắng tìm đến và quyến rũ. Ok, mình sẽ thật là tỉnh táo nha anh em ơi. Mình sẽ thật là tỉnh táo trước cái bẫy trời gọi là cái biển thính của team bạn rắc đầy đường. Ok, đây nha. Nói chung hiệu ứng kỹ năng thì hôm qua mình đã review cho anh em rồi. Và mình thông báo luôn đến những anh em nào mà fan của mình, nói chung thì quan tâm mình thì mình sẽ thông báo luôn. Hiện tại thì mình sẽ làm clip ở hai tài khoản, đó là PTG Ibin và PTG Nhí IZZ. Cái tài khoản PTG Nhí IZZ kia trước đây mình đã thông báo cho anh em là mình sẽ không làm clip nữa rồi. Nhưng mà dù sao sau một thời gian gọi là nói chuyện với chủ tài khoản đó, thế nên là mình lại tiếp tục có thể chơi được ở cái tài khoản đấy nhá. Hy vọng rằng anh em sẽ ủng hộ mình. Trong những clip tới đây thì mình sẽ up những cái video về cái tài khoản đó, PTG IZZ. Hiện tại thì cái PTG IBIN này là cái tài khoản của phó clan, còn cái PTG IZZ kia là tài khoản của chủ clan nhá. Thật ra thì mình chỉ có một cái nick tài khoản chính, đó là GG thủ, nhưng mà cái nick đấy thì mình không xài nhiều. Cái nick đấy chủ yếu là vào test mấy cái vớ vẩn thôi. Căn bản bây giờ mình toàn quay ở những cái tài khoản khác, vậy nên hy vọng rằng anh em sẽ ủng hộ mình. Đó, thông báo cho anh em luôn, mình sẽ làm clip ở hai nick và cũng leo danh ở hai nick. Mặc dù là nó sẽ không được tiến trình nhanh, mình sẽ không thể leo danh nhanh được, nhưng mà dù sao thì làm ở hai nick này, tại vì là hai bạn cũng khá là quý mình. Rồi, chia sẻ cho nhau một chút, gọi là mỗi bên một chút về những cái tài khoản như thế này. Ok, cô ý đánh nhau gắt quá. Bây giờ thì mình sẽ lên trên này nha. Lên trên này này. Trời ơi, đánh nhau như thế này, nhưng mà mình sợ mình bị Nacrot nó quay lắm. Tại xinh đẹp như thế này anh em, mà người ta gọi là gái đi giữa đường thì sao. Mà thật sự thì mình cũng không hiểu Gara nghĩ gì nữa. Hiện tại thì anh em thể nhìn thấy là những cái bộ trang phục như này thế này đúng không? Đó, một cô gái mặc bikini mà chạy giữa cái giữa ban ngày như thế này, không có tắm biển gì cả, anh em thì nhìn thấy là bản đồ Liên Quân chúng ta thật sự là nó khá khô khan, không có biển, không có nước gì cả, có một cái dòng suối thôi. Đó, Điêu Thuyền mặc bikini mà chạy giữa cái đồng không mông quạnh như thế này, không gặp bị cướp à, không gặp bị chấn lột, không gặp bị hấp diêm à. Mình cũng khá lo ngại về cái điều đó. Trong trận đấu này thì team mình có đến 3 vị tướng nữ cơ. Nhưng mà nói chung thì nói về cái nhan sắc thì chắc là mình là xinh nhất rồi. Mình nói là Điêu Thuyền xinh nhất chứ anh em đừng có hiểu nhầm là mình xinh nhất nha. Mình rất là manly. Ok, bây giờ thì bắt luôn nha. Trời ơi Joker, bạn ơi chạy đâu, mình tốc biến rồi này. Hy sinh cái tốc biến để hỗ trợ cho Lindy ăn mạng đấy. Rồi, hỗ trợ cho Lindy thôi. Tốc biến lên để làm chậm mà. Hiệu ứng kỹ năng của bộ trang phục này thật sự là mình cũng khá là buồn với bộ trang phục này. Bộ trang phục bậc SS nằm trong kho báu Liên Cobalt trị giá 1 viên đá quý nhưng mà không có hiệu ứng biến về. Đấy là một cái điều rất là đáng buồn. Đó, chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 thay đổi hiệu ứng rất đẹp và một cái thân hình ngoại hình rất sexy, đường cong quyến rũ. Đấy, xếp hình 69 và có vẻ như Điêu Thuyền chúng ta đi theo kiểu đôi dép ngành anh em ơi. Đó, đi guốc ngành. Rồi, trời, nước bụi này. Hiện tại team bạn cũng không dám lên cao anh em ơi. Mình cũng chả dám lên cao, căn bản là xinh quá. Ăn mặc hở hang quá, ra ngoài đường khéo vớ vẩn lại bị người biết ngay mà. Đấy chưa, ăn mặc kín đáo như cái kiểu Violet còn bị bắt thế này. Mình ăn mặc mỗi bikini hai mảnh như thế này thì chỉ sợ thôi anh em ơi. Chỉ sợ bị làm chuyện ấy thôi. Tại vì làm sao, hiện tại giờ rất là nhiều
rất là nhiều anh em muốn đá đít vị tướng Lữ Bố để có thể được làm chồng Điêu Thuyền. Thật sự là một cái điều kể cả mình cũng vậy thôi, mình rất là mong muốn khi mà chứng kiến bộ trang phục này ra mắt. Đó, hiện tại thì chúng ta đã ra mắt 2 trên 3 bộ trang phục bãi biển nha. Đó là Tara bãi biển và ui cái gì vậy? Ui giời ơi, băng trụ máu thật đấy. Tara bãi biển và cũng như là Điêu Thuyền bãi biển. Mình cứ nghĩ là bộ trang phục vị tướng Valet nằm trong kho báu cơ. Nhưng mà thật sự thì nó không nằm trong kho báu. Chắc là nó không nằm trong kho báu rồi. Tại vì là sao, bộ trang phục Điêu Thuyền nằm trong kho báu rồi mà. Đó, khi mà Lữ Bố gọi tên thì Điêu Thuyền xin thưa thôi. Căn bản là sao, Lữ Bố gọi tên đó là Lữ Bố ra khỏi vòng quay kho báu. Sau đó là Điêu Thuyền lao vào vòng quay kho báu. Rồi, xong, bạn ơi, chiều cuối này. Trời ơi, chạy đâu một mạng. Siêu Việt 305 rồi. Trận đấu này mình đã nói rồi, mình sẽ cố gắng làm sao mà giữ gìn cái thân mình khi mà vừa vào trận đấu mà mấy thanh niên này dọa định bóp cái này bóp cái nọ, ngắm cái này ngắm cái kia. Trời ơi, mình cảm thấy xót xa quá anh em ơi, nỗi lòng nỗi đau xót xa. Có anh em nào hiểu cho mình không? Đó, và anh em đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video nha. Thật ra thì đêm mà mình cũng hiện tại cũng khá là, nói chung thì viêm họng này đó, thi thoảng bình luận cũng hơi bị ngắt quãng, hy vọng anh em thông cảm. Cái giọng của mình nó cũng bình luận nhiều quá, nó cũng không được tốt rồi. Nó kiểu là rồi xong chết nha. Trời ơi, dính trọn chiêu cuối của mình. Trời, này kia có xi máu thôi, đóng băng. Rồi, một mạng nữa, thơm quá, 402 rồi. Chạy đâu, hiện tại team bạn chết mất 3 người rồi anh em ơi. Đánh đấm cái gì. Đấy, mình lên được cái Ngọc Đại Pháp Sư. Thế nên là cái việc khả năng hồi máu của mình rất là nhanh mà. Ok, hiện tại là phút thứ 6 rồi. Thật ra nếu mà anh em nào có điều kiện thì không nên bỏ qua bộ trang phục này nha. Chiêu 1 tạo ra một vũng nước, chiêu 2 thì tạo ra khi mà đóng băng ấy. Và chiêu 1 khi mà anh em sử dụng 2 lần thì trên người đối phương có hình ngôi sao. Đó, cái biểu tượng ngôi sao cực kỳ đẹp. Và chiêu thứ 2 thì tạo ra một cái đóng băng đúng không? Đúng rồi, nước đóng băng. Đây này. Rồi, và có dâu tây này, có quả cam này, có thêm cả mấy cái lá nữa. Nếu mà anh em để ý kỹ về cái chiêu thứ hai mình đã review cho anh em hôm qua rồi. Hôm qua thực sự là mình đã phải mất đến cả tiếng đồng hồ để có thể chùi được cái máu. Thật sự là chảy cả máu mũi, chảy cả máu mồm khi mà review cho anh em qua bộ trang phục bãi biển. Nói chung thì con trai mà anh em thông cảm đi. Chị em thông cảm giúp, căn bản là sao, nhìn đến những cái bộ trang phục này không thể cưỡng nổi, kể cả chị em vậy thôi. Mình review những bộ trang phục vị tướng Lữ Bố bãi biển này, cơ bắp cuồn cuộn 6 múi, chị em cũng kiểu là cũng chuẩn bị khăn giấy rồi, lấy đâu ra nói về lấy đâu ra nói về đàn ông chúng tôi, đúng không? Đó, thế đây là thông cảm cho nhau chút đi. Anh em nào nghiêm túc quá thì tốt nhất là thôi bỏ qua một cái clip này của mình. Căn bản là mình cũng hơi tếu tếu một chút. Cẩn thận nha. Đấy, chưa ai động chạm được đến người rồi anh em thì nhìn thấy này. Nhưng mà mình đặc biệt cảm thấy là Điêu Thuyền chúng ta di chuyển với bộ trang phục này cực kỳ là sexy. Di chuyển là thấy quyến rũ, gợi cảm vào những gờ khiêu rồi anh em ơi. Đấy, khiêu gợi đấy. Khiêu gợi theo kiểu là khiêu gợi. Đấy, di chuyển này. Di chuyển thì lắc mông đó. Sâu lắc đó, lắc mông này. Rồi, và đấy là đúng chất bikini hai mảnh nha. Đi tắm biển mà anh em ơi. Chạy đâu, rồi đóng băng, không đóng băng được. Nào có lốt lướt nhanh quá. Rồi, 403, vẫn thế thôi. Thôi chắc là có lẽ là mình sẽ hạn chế việc bình luận căn bản là đêm mà. Trong những clip mình làm ban ngày thì mình bình luận rất là sung, nhưng mà đêm mà. Anh em biết là cái cảm giác rồi, xong này, chiều cuối này. Ok, một mạng. Nhưng mà mình chỉ làm cái việc hỗ trợ thôi. Nào có đốt, úi bạn ơi, cảm tử à. Trời ơi chết luôn. Anh em thử cái cảm giác mà đang ngủ từ 9 giờ chẳng hạn, xong rồi hẹn giờ 12 giờ dậy để có thể quay clip. Lúc đấy vừa mới ngủ dậy là cái giọng của anh em nó khác hẳn hoàn toàn luôn. Nó như kiểu nó chưa được hoàn hồn anh em ơi. Anh em thử đi. Lúc nào ngủ dậy xong rồi anh em bắt đầu nói chuyện cực kỳ khó chịu với cái giọng nói. Đó, mình thì cũng vậy thôi. Thường thường những clip mình làm về đêm, anh em sáng sớm nghe không quen, bộ tưởng thằng nào nó bình luận. Trời ơi, tí nữa bỏ sắp kênh. Ok, kinh công đã bị hạ gục nha. Ok, kinh công đã bị hạ gục rồi. Chúng ta có kinh công và hiện tại là phút thứ 9. Team bạn nói chung thì hầu như là hoàn toàn lép vế. Và chưa chưa dòm ngó được mình cái gì anh em ơi. Chưa ai động chạm được đến mình anh em ơi.
Đó, như kiểu lúc mà mình bị chết một mạng người ta gọi bị hấp diêm ấy, nhưng mà hiện tại thì mình vẫn giữ được cái trinh tiết và trọn vẹn cho Lữ Bố. Chứ còn anh em nào muốn mà muốn đá đít Lữ Bố thì phải qua tay mình. Đó, phải qua tay mình thì mới có thể chiếm được em điêu thuyền như thế này. Trời ơi, đánh nhau rồi, gọi tôi ra cái nào. Hiện tại team bạn rất là gắt. Cố gắng anh em ơi, có kinh công thì tôi kết thúc trận đấu sớm đi nào. Có kinh công mà lo cái gì. Cẩn thận nha, căng đấy. Giờ flash. Hiện tại điêu thuyền chúng ta leo danh hiện tại mùa 7 này cũng rất là bá nha. Hy vọng rằng sau những bộ trang phục như thế này thì anh em có thể chơi. Nhưng mà tốt nhất là anh em cũng phải suy nghĩ đi, khi mà mua trang phục này sao anh em có đủ tự tin để chơi hay không, hay là chỉ ngắm vào trang phục thôi. Đấy, mình đã phải mất khá là lâu mình mới tập trung được để chơi bộ trang phục này. Đó, chiều cuối này một mạng nữa, 5-0, sắp lên được huyền thoại rồi. Một mạng nữa lên được huyền thoại, anh em cố gắng giúp mình. Truyền thuyết rồi nha. Lấy luôn trụ đường giữa này, hay quá, tuyệt vời quá các bạn ơi. Đấy, chứ anh em thấy là có kinh công phát là team mình đánh hăng say hơn. Và trong trận đấu này không kéo dài trận đấu lâu nhá. Căn bản team mình có hai xạ thủ mà. Rồi, này thì ngang hà bưởi này. Một mạng nữa, 6-0, huyền thoại rồi đó. Huyền thoại rồi nha anh em ơi. Và đẩy trụ thôi. 6-0 5 này. Ui, rồi chết này. Chết này, dính phải bẫy của Lindy, rất khó chịu. Ok, hiện tại thì không có ai vào đẩy trụ luôn. Chán thật, mình là pháp sư, vậy nên là mình cũng không đẩy trụ được. Mình chỉ đứng ngoài hỗ trợ bắn mạng thôi, kép mạng thôi, chứ còn lượng sát thương đâu ra mà đẩy trụ nhỉ. Vào lấy luôn trụ nha, hay quá. Khéo bây giờ mình mỗi lần mình làm clip về những bộ trang phục như thế này thì khéo nhiều anh em không tập trung xem mình bình luận được, không thể tập trung nghe mình bình luận được. Chủ yếu là nhìn về cái mắt đấy. Đó, bây giờ mình sẽ lên khu vực đứng trên này, bắt luôn Nakroth nha. Đây này, Nakroth. Đấy, chạy đâu bạn ơi? Mình có chiêu cuối thôi. Chiêu cuối này, thôi, chết luôn này. Sống sao được. Nakroth bây giờ cố gắng đẩy lính cao để kéo dài trận đấu ấy, nhưng mà rất là đáng tiếc bạn ơi, team mình hai xạ thủ cơ mà. Chắc là có lẽ đi chung thôi, đi chung kết thúc trận đấu rồi nha. Đi chung thôi anh em ơi. Đánh em thể nhìn thấy là đánh cùng clan nó khá là đơn giản, căn bản là mình làm clip mà. Vậy nên là cái việc tranh lên nó không, nếu mà không có đồng đội mình thì thật sự là phải tranh lên rất là khó chịu. Làm clip phải tranh lên thì rất là khó chịu anh em ơi. Vậy nên chơi cùng với anh em trong clan để anh em hỗ trợ việc mình là đi được giữa. Đó. Ok, chắc là có lẽ mình kết thúc trận đấu luôn nhá. Hiện tại đêm rồi, kết thúc xong rồi mình sẽ đăng tải xong rồi mình đi ngủ đây. Cảm ơn người rất nhiều và chúc anh em có một buổi sáng thật là vui vẻ nha. Hy vọng anh em thích clip này. Bye bye. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi, anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.